Drama không hồi kết, xuất hiện đám cưới thứ hai của nữ CEO Bắc Giang với concept trong rừng đầy thơ mộng. Mới đây, sau ồn ào về tỷ phú Anna Bắc Giang với vụ lừa tiền lên đến 17 tỷ đồng còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì những nạn nhân của nữ CEO này đã tiếp tục lên tiếng. Trong sự nỗ lực của các nạn nhân, dân tình cũng nhanh chóng được chiếm ngưỡng thêm một đám cưới khác của tỷ phú Anna Bắc Giang với concept cũng mộng mơ không kém. Thế nhưng, chú rể lại là một người đàn ông hoàn toàn khác. Qua những bức hình hiếm hoi ghi lại khung cảnh đám cưới thứ hai của tỷ phú Anna, có thể nhận thấy anh chàng này theo phong cách lãng tử khác hẳn so với anh chàng Hà Nội trước đó. Được biết đám cưới này diễn ra một năm trước vào khoảng tháng 3 năm 2021 nhưng bây giờ mới bị đào ra. Chủ bài đăng này là bạn của chú rể được đến dự tiệc và không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ trước tình cảm của đôi bạn. Thế nhưng trong câu chuyện này, Vi A đã nhập vai thành tiểu thư gia đình dòng họ ăn chay trường. Cô kể câu chuyện tình yêu bị gia đình ngăn cấm nhưng vì quá yêu chú rể nên đã tự tổ chức lễ cưới. Plot twist ập đến ngay ngày cưới khi có một người tự xưng là mẹ của cô xuất hiện khiến khách mời xúc động. Sau đám cưới, cô nàng đã làm ngay cái tờ giấy giả chứng minh mình có thai để lấy tiền từ tay chú rể rồi bỏ trốn mất dạng. Các hãng phim thế giới nợ chúng ta một lời xin lỗi bởi đã tuột mất một biên kịch tài ba này rồi. Đến cả biên kịch Penthouse cũng phải ngả mũ thôi chứ đọ sao nổi với nữ CEO Bắc Giang này nữa. Còn bao nhiêu chú rể nữa ra hết một lúc đi nào. Cưới để đạt doanh số hay gì? Này mà không làm biên kịch kiêm diễn viên thì phí một tài năng. Các anh em thấy sao về câu chuyện này? Comment ngay cho tôi biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.